Sáng qua, Ban chỉ đạo 138 xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và triển khai xây dựng xã, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đây là địa phương đầu tiên của thành phố Hồ Chí Minh và cả nước thực hiện triển khai mô hình này. Tại Củ Chi, qua 18 năm triển khai phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, huyện đã xây dựng hơn 20 mô hình, phát huy được sức mạnh đoàn kết của nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự tại địa phương. Riêng tại xã Bình Mỹ đã xây dựng thành công hơn 10 mô hình tự quản về an ninh trật tự, 13 mô hình liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, gần 150 mắt camera giám sát trên toàn địa bàn, cùng các mô hình 5+1 an toàn giao thông. Bản thân tôi là lãnh đạo công ty, có tôi nhận thức rõ ràng nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự không chỉ là trách nhiệm của cấp chính quyền, của lực lượng công an mà còn nhiệm vụ chung của toàn dân, trong đó có những chủ doanh nghiệp như tôi. Giáo dục học sinh về đạo đức và kỹ năng sống, giúp học sinh nhận thức được mối nguy hại của các tệ nạn xã hội, thâm nhập học đường và thực hiện tốt việc phòng ngừa, ngăn chặn các tệ nạn xã hội. Đối với việc xây dựng xã, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xã Bình Mỹ hướng tới công tác vận động nhân dân tham gia, tạo hiệu ứng thi đua sáng tạo, củng cố mối quan hệ giữa các cơ quan ban ngành và nhân dân. Trong đó, lực lượng công an làm nòng cốt. Đây là căn cứ xét thi đua và xét danh hiệu hàng năm đối với từng địa phương, cơ sở. Mỗi năm, Ban chỉ đạo 138 xã chọn ít nhất một ấp, một cơ quan hoặc doanh nghiệp, một cơ sở giáo dục để xây dựng điển hình về phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. Các đơn vị được công nhận điển hình tiếp tục duy trì thực hiện và đối chiếu hoàn thiện các tiêu chí theo bộ tiêu chí trong những năm tiếp theo. Chi bộ, tổ chức chính trị xã hội, mặt trận đoàn thể phải cụ thể hóa nội dung này. Xem đây là việc của cả hệ thống chính trị, chứ không riêng gì của công an, không riêng gì của ủy ban. Trong quá trình thực hiện, phải lấy sự an toàn, lấy sự an ninh của người dân, của doanh nghiệp làm mục tiêu, làm động lực. Tại hội nghị, các đơn vị trên địa bàn xã đã ký kết giao ước thi đua, cam kết thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao và đi tham quan tuyến đường kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị tại ấp 4A.